đây nhá, để em đánh cho anh nghe bài này, bài nhạc ỉn đấy. Đấy được đấy. Đấy. Một chát được đấy. Em sợ nhỉ. Cơm đấy, cơm đấy. Hòa bình ơi, tình yêu em. Mày còn nhiều cái tao ấy. Con nhạc này thì cho mọi người ngồi dậy hết luôn. Lên nào anh em ơi. Ảo đấy nhỉ. Chắc mọi người không thích bài này. Rồi rồi, mày ra đây để anh đánh một tí cho. Để anh đánh cho. Ra. Ôi, bài này em vừa đánh rồi đấy, đánh lại làm gì? Đúng là vừa pha vẩn. Bây giờ mới bắt đầu đánh này. Bài này em vừa đánh rồi. Nghe kỹ là thẩm nè. Trả anh em đâu. Nhá, để ý nhá. Bài trả anh em thì vừa đánh xong. Nghệ thuật nó phải dẫn dắt vào trong này. Bài này không ai nghe đâu. Tin. Không ai nghe bài này đâu. Ê. Nhạc hay đấy. Nhạc hay quá nhỉ. Được đấy làm ơi. Bài này tôi vừa mới đánh xong mà. Bài này của tôi vừa mới đánh xong mà. Bài này. Đấy. Ô bài này biết chơi ba này là em làm mà. Dạ. Bài này em mày làm. Làm nào? Tao mới đặt quanh tao ăn. Em làm bài này mà em vừa đánh bài này xong rồi thì qua anh nghe đâu. Em vừa đánh bài này xong chả anh nghe cả. Mày biết cái gì? Em làm bài này. Này, chuẩn bị ba này. Bài nhạc em làm thế nào em biết chứ? Không phải đâu em à. Mà phải là biết chơi. Đánh thì mọi người lại nhảy nhót. Đến nhạc em đánh thì mọi người lại cầm điện thoại. Thì bọn tao vẫn đang nhảy nhót đây. Không biết tôn trọng DJ cái gì cả. Đang cầm điện thoại anh nhảy cái gì? Thì bọn tao đang cầm điện thoại để nhảy. Áo mobile. Mobile, nhạc hay cũng để bay. Tải miễn phí từ App Store hoặc Google Play với từ khóa Au Mobile.